Đỗ Dũng xin chào khán giả Người Việt TV. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có cuộc phỏng vấn đặc biệt với nhà báo Bùi Tín từ bên Pháp sang miền Nam California chơi, nên chúng tôi bắt cóc ông lên hỏi một số vấn đề đặc biệt liên quan đến Việt Nam trong cái đề tài gọi là đổi mới. Xin chào nhà báo Bùi Tín ạ. Vâng, chào anh Đỗ Dũng. Thưa bác, tạm gọi bằng bác đi, tại vì nhà báo cũng lớn tuổi đây, để cho nó dễ gọi là xưng hô. Nếu cháu không lầm thì phong trào đổi mới có Việt Nam từ thời ông Tổng Bí thư Trường Chinh, tức là năm 86. Đến năm 89 thì ông Nguyễn Văn Linh khi làm Tổng Bí thư Đảng đẩy mạnh lên. Cho đến bây giờ coi như đã tròm trèm là 30 năm này kia. Thưa nhà báo, với con mắt của nhà báo thì cái công việc đổi mới đó nó đi tới đâu? Thành công hay thất bại hay không đi về đâu cả? Thưa ông. Vâng. Có thể nói là từ cái đại hội 6 đó, năm 86 là có đề ra cái đổi mới. Rồi sau đó thì đại hội 7 lại khẳng định nữa. Từ đó cho đến nay đó thì không biết bao nhiêu nghị quyết nói về đổi mới. Về đổi, họ nói lên đổi mới về tác phong, đổi mới về chính sách. Rồi sau này có nói là đổi mới cả mô hình cai trị. Thế nhưng mà thật ra nhìn lại cho kỹ nữa anh, thì cái đổi mới mà được thực hiện đó thì chỉ là những cái đổi mới theo tôi đó là qua loa, hình thức, hời hợt. Và những cái gì cần đổi mới nhất mà nhân dân đòi hỏi, thời đại đòi hỏi thì họ không đụng đến, mà họ dùng cái danh từ gọi là giữ vững cái đường lối, giữ vững học thuyết. Mà thật ra đến lúc mà cần phải đổi mới tận gốc, đổi mới tận học thuyết, đường lối chính trị, phải từ bỏ chủ nghĩa Mác Lênin. Thì bây giờ trên thế giới còn có ai nói và tôn trọng chủ nghĩa Mác Lênin nữa không? Nhất là từ năm 90 mà Liên Xô sụp đổ tan tành đó, các nước xã hội chủ nghĩa theo cái chủ nghĩa Mác Lênin ở Đông Âu cũng sụp đổ hết. Thì lẽ ra là Việt Nam là phải theo cái hướng đó mà đi theo với thời đại để mà từ bỏ tận gốc chủ nghĩa Mác Lênin, chủ nghĩa xã hội không tưởng, mà chính ở trong nước không biết chủ nghĩa xã hội nó là cái gì, nó là cái vỏ thôi. Còn cái thực chất hiện nay vẫn là chủ nghĩa tư bản, nhưng mà chủ nghĩa tư bản không có luật, gọi là tư bản, chủ nghĩa tư bản rừng rú. Đấy. Thế thì đáng lẽ là phải thay đổi tận gốc những cơ bản đó, ví dụ những chính sách cơ bản. Ruộng đất mà thuộc về toàn dân là một cái điều phi lý, không ở đâu có thể thực hiện được cả. Bởi vì tôi gặp những cái nhà luật gia ở trong nước đó, họ nói là đúng là cái điều đó là điều vô lý. Bởi vì thuộc toàn dân thì không có cái pháp nhân. Cái ông toàn dân, ông không có tên tuổi họ hàng, không có ngày sinh tháng đẻ, không có địa chỉ để mà có thể ra trước tòa án. Thế đến khi kiện cáo thì ông toàn dân là ai? Thì lúc đó là Đảng Cộng sản nói là ông toàn dân đó là không có thật, cho nên Đảng thay mặt nhà nước, thay mặt cho toàn dân để quản lý. Thế thì ông thay mặt toàn dân quản lý thì ông tự nhận là muốn bất cứ thu hồi đất đai ở đâu thế đất, mà chỉ có bồi thường là vào khoảng 1/500 cái giá thật. Đấy. Thì chính là đổi mới là phải đổi mới cái đó. Hay là đổi mới cái mà cuộc đời, đời sống đòi hỏi, tức là phải từ bỏ cái tập đoàn quốc doanh làm chủ đạo. Chính do nuông chiều cái tập đoàn quốc doanh mà tất cả các tập đoàn quốc doanh đều lỗ hết, gọi là lỗ nhưng mà thất thoát, bị tham nhũng. Mà con số tham nhũng ở trong nước là người ta tính là tham nhũng thất thoát các cái đầu tư nước ngoài vào đó, và các cái tổng công ty quốc doanh lớn này, từ dầu mỏ cho đến khai khoáng là lên đến 7.000 tỷ đồng, là khủng khiếp. Mà chỉ còn thiếu lên đến hơn 1 triệu tỷ đồng nữa thôi, tức là khủng khiếp lên như thế.
Thế thì những cái đó đáng lẽ phải đổi mới, phải từ bỏ để làm gì? Để các cái chữ là phải bình đẳng. Quốc doanh không thể lấn át tư nhân. Chính quốc doanh nó lấn át tư nhân cho nên cái nền kinh tế không phát triển được. Nhất là nền kinh tế vừa và nhỏ của tư nhân thì bị hà hiếp và phá sản. Mỗi một quý phá sản đến hàng chục nghìn cái cơ sở đó. Do cái quốc doanh nó làm chủ, nó, rồi là do cái ngân hàng nhà nước nó làm chủ, nó bóp chết hết. Đấy. Thì tôi thấy là đấy mới chính là những cái cần phải đổi mới. Nhưng mà họ đổi mới hiện nay là đổi mới, tôi tạm gọi là hoa lá cành. Trong khi đó cần đổi mới tận gốc thì mới có thể thoát khỏi khủng hoảng. Cái nguyên nhân của khủng hoảng hiện nay đó là từ khủng hoảng chính trị, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng tài chính, nợ nần ghê gớm lắm, khủng hoảng xã hội, tức là niềm tin. Cho nên tất cả những cái nó chồng chất tới nhau, nó cộng hưởng nhau thành một cái tổng khủng hoảng xã hội. Mà bây giờ thoát ra là phải thay đổi tận gốc. Mà trong đó quan trọng bậc nhất là đổi mới đường lối đối ngoại. Đổi mới vừa đưa ra được một năm thì vấp phải cái xiềng thành đô. Do đó mà chính do cái xiềng thành đô mà cái đổi mới hỏng hết. Không có đổi mới, gần như chỉ có đổi mới hời hợt thôi. Mà cái xiềng thành đô là gì? Là theo đường lối của thằng Trung Quốc. Mà cho đến nay đó thì vẫn cứ giả như là đi hai chân. Nhưng mà thật ra là từ thành đô này là nhất biên đảo, tức là ngả hẳn về Trung Quốc về mặt chiến lược lâu bền. Cái đó là cái nguy hiểm nhất. Chừng nào không thoát khỏi cái thành đô, mà cả các đời là Tổng Bí Thư là nguy hiểm lắm. Từ Nguyễn Văn Linh cho đến Nông Đức Mạnh, cho đến nay Nguyễn Phú Trọng là càng đi sâu vào đó, không thoát được đâu. Thưa khán giả Thời Việt TV, chúng tôi đang có cuộc phỏng vấn với nhà báo Bùi Tín ở bên Pháp sang. Lát đấy chúng tôi sẽ hỏi nhà báo Bùi Tín vì sao Cộng sản Việt Nam không thể cải tổ được. Xin quý vị đừng rời màn hình Người Việt TV, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo.